Chào cả nhà nha. Hôm nay buổi chiều mời cả nhà cùng theo chú thứ sáu thả lưới nha cả nhà. Giờ tới chỗ thả lưới rồi. Chú sáu cùng thờ cố nhìn dòng mấy cái gạch lúc trước thả cả nhà. Rồi chú sáu xuống lưới rồi. Cha nó có lý ba ngọn đi. Đang chuyển mưa cả nhà ơi, một cái mưa quá trời. Mấy về nó kêu cái thương, có mấy về nó kêu cái gì còn. Đó ngoài này. Tấn quá chuyện anh nha, hết núi cái này. Cái bà thả xong luôn đi. Hết lưới cả nhà ơi. Trời mưa lâm râm à. Mưa tới. Hết lưới cả nhà. Chú sáu ngâm rồi tối tối là dở cả nhà, giờ trời mưa. Giờ đi về đục mưa cả nhà. Thả lưới rồi chiều ngâm cũng lâu lắm cả nhà. Giờ cũng tối rồi, chú sáu bơi đi dở lưới nha. Rồi có gì không cả nhà ơi. Ở đâu xa hả? Tới lưới cả nhà. Bao nhiêu quá trời. Qua. Nãy bị cái lưới gì nó cái máy gì nó kéo trơn à. Cái máy nó kéo te tua. Chặt te tua cả nhà. Chặt mất cái dài lưới. Te tua. Có phải chả lá luôn.
Còn cà phê Sagaro. Lưới này lưới bự dính cà phê không ha? Con nữa. Lý. Dính con nữa, hai con luôn. Con đỏ. Mấy con mù mắt nó bay qua bay lại nó kì giật à. Chết rồi hả? Chết. Con còn sống mà tận tám nó chết. Dính nữa cả nhà. Hai con nữa. Ôi. Sướng không? Thôi thì gỡ đi lát coi còn nữa không? Con bự không? Phi không à, nãy giờ cá phi không có nhà. Nó lưới bự thì dính cá phi để ham hả? Lưới này thứ 6 mùa lưới 7-8 thân dính cá bự bự. Hết lưới rồi cả nhà ơi. Lưới này đi bị chém đứt đó cả nhà. Ôi, thôi hết rồi hả? Hết. Còn cái chai đâu? Cái chai đem nhà đó. Cái lưới này chiều bị cái máy chém đứt rồi cả nhà. Còn nhiêu đó hả? Đứt cho hết gần nữa. Trời đất ơi. Nghe cả nhà. Máy nó chém đứt hết khúc cả nhà ơi. Hết hơn nửa lưới rồi. Hết nửa lưới luôn. Mà cũng dính được đâu, cũng cả chục con hả? Không biết hả? Dạ, bọn. Cái chai nha. Bọn cả nhà. Quá em. Ừ. Chính thôi. Thì... nhiều quá nè. Không nói mấy bị bành. Ủa, bành. Bành bành không? Đã quá. Thôi lưới mà lưới này bị máy chém mà được nhiêu đây cũng đỡ rồi. An ủi đó. Thôi cái clip này số 6 xin tạm dừng ở đây nha. Chúc cả nhà xem clip số 6 vui vẻ. Cảm ơn cả nhà ủng hộ kênh số 6 đồng trong những thời gian vừa qua. Chào tạm biệt, hẹn clip sau cả nhà.